Tình hình virus corona hiện nay đang rất phức tạp, nhưng rất may cho chúng ta, Spider Room có một điệp viên đang ngụ cư tại Hoàng Cương, Hồ Bắc. Và sau đây là những chia sẻ của bạn về những gì bạn đã trải nghiệm và được nhìn thấy tại khu vực Trung Quốc, tụ điểm của coronavirus. Sau đây là Sweetie Cherish. Trước hết phải nói qua về hoàn cảnh. Công ty mình được nghỉ Tết từ ngày 18 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2, tức là 24 tháng Chạp cho đến mùng 10 tháng Giêng. Với kỳ nghỉ lễ dài như vậy, nên ngay ngày 18 tháng 1, mình đã bay về Việt Nam và cùng nhóm bạn bay lại Trung Quốc vào ngày 23 tháng 1 về Hồ Bắc trượt tuyết. Nhóm bạn mình có cả người Trung và người Việt ở nước ngoài. Nhóm mình bay từ Hà Nội đến Thâm Quyến, rồi cùng những người bạn bên này lái ô tô từ Thâm Quyến về Hoàng Cương, Hồ Bắc. Người bạn Việt Nam của mình đã bay về Thái ngay sau buổi trượt tuyết trước khi chính quyền bắt đầu phong tỏa Hồ Bắc. Ba bạn người Trung còn lại ở tỉnh Hồ Nam cũng kịp bắt chuyến xe cuối cùng về quê nhà. Vậy là hành trình bị kẹt lại ở tâm dịch của mình bắt đầu. Những ngày đầu, tâm trạng của mình vô cùng nặng nề vì không được về Việt Nam trong khi vé đã book sẵn trước kỳ nghỉ. Cảm giác những ngày cuối cùng của năm còn mắc một sai lầm nghiêm trọng, lạc lõng và trong đầu hiện lên hàng ngàn câu than trách như giá như và giá như. Trước Tết, thông tin về Vũ Hán chỉ rất phong thanh và ai cũng nghĩ không đến Vũ Hán chơi thì không sao. Nhất là mình lên tận núi cao trượt tuyết, xong cũng về Thâm Quyến rồi lại về Việt Nam lần nữa. Đại loại, bọn mình không dính dáng gì đến Vũ Hán là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng không, cuộc xuân vận dài nhất năm đã đem đến sự khủng hoảng và bùng phát không kiểm soát nổi của dịch bệnh. Hoàng Cương lại là thành phố cách Vũ Hán không bao xa, nên ngay từ mùng 1 Tết, tất cả người dân đều phải trong nhà, không ai được ra đường chúc Tết. Suốt 26 năm cuộc đời, mình chưa bao giờ được chứng kiến một đêm giao thừa và những ngày đầu năm ảm đạm đến như vậy. Những ngày đó, mọi người xôn xao và hoang mang vô cùng vì họ không ngờ dịch bệnh lan đến nhanh và lại nguy hiểm đến mức như vậy. Khẩu trang cũng có giá cao lên gấp nhiều lần, khan hiếm và quan trọng là lúc đó bạn chưa biết ai đã nhiễm bệnh và ai chưa nhiễm bệnh. Thứ cảm giác ra đường, ai cũng như điệp viên, không biết phe địch hay là phe ta vừa thú vị lại vừa ghê ghê. Tuần đầu tiên của dịch bệnh, sau khi đã được phổ biến về việc rửa tay bằng xà phòng, hạn chế ra ngoài và nhất định phải đeo khẩu trang, người dân ở chỗ mình, huyện Kỳ Xuân vẫn có thể lái xe ra khỏi nhà để đến siêu thị mua các nhu yếu phẩm cho gia đình. Bọn mình vẫn có thể cùng đeo khẩu trang và lái xe ra ngoài hóng đường một tí, dù đường lúc này cũng đã vắng lắm rồi. Đa số người ra đường lúc này là các cặp vợ chồng ra ngoài mua sắm đồ, mấy cậu thanh niên đi mua snack. Người già và trẻ lúc này không được ra ngoài dù chỉ một bước. Các cửa hàng có thể mở trong thời gian này là hiệu thuốc, siêu thị, đồ dùng cho mẹ và bé. Tuần thứ 2, phạm vi di chuyển của người dân được thu hẹp lại, các làng đều đổ đất chắn đường tại khu vực ranh giới. Từ làng mình đi ra xa một chút, có thể đến biên giới giữa hai tỉnh Hồ Bắc và An Huy. Khi đến nơi thấy đổ đất, bọn mình đã quay về ngay lập tức. Nhưng suốt từ 2 ngày sau đó, đều đặn hàng tuần có cảnh sát từ An Huy gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Mình có thắc mắc là sao cảnh sát An Huy lại hỏi thăm, mình ở Hồ Bắc cơ mà. Thì bạn mình có giải thích thế này: vì thuê bao di động của mình di chuyển đến phạm vi biên giới An Huy, mã điện thoại là Hoàng Cương, Hồ Bắc, nên họ phải thường xuyên kiểm tra xem mình có nhiễm bệnh hay không. Giờ thì mình đã hiểu thêm tại sao trong các phim hành động có gián điệp hoặc các vụ đào tẩu, người ta phải thay sim điện thoại liên tục hoặc gọi từ bộ điện thoại công cộng rồi. À, lúc này người ta càng hạn chế ra đường hơn. Mỗi nhà cử một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh nhất, có khẩu trang 3M đầy đủ, đi mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Khi bước vào siêu thị, nhân viên sẽ dùng máy đo nhiệt độ check trước, thân nhiệt không quá 37 độ mới được phép vào, đồng thời ghi tên, số điện thoại, giới tính, bản đăng ký sẵn ở trên bàn. Tuần thứ 3, khoảng cách của bạn với nhân loại là 5 km. Từ nhà mình đến khu siêu thị có một cây cầu. Ở vị trí này, người ta lấp đất và chỉ để cổng vừa cho một ô tô đi qua, nhưng là ô tô thông báo của chính quyền về loa được gắn trên nóc xe. Còn các ô tô còn lại, dù kể cả đi bất cứ đâu, làm bất cứ cái gì đều phải quay đầu về nhà hoặc đỗ tạm ở trên cầu, rồi đi bộ vào khu trung tâm để mua sắm. Tương tự như vậy với các xe máy và xe máy điện, đến điểm phong tỏa mời dựng xe trước chân cầu rồi đi bộ vào khu mua sắm. Cũng trong tuần này, mình thấy một gia đình đeo khẩu trang dẫn theo một người cao lớn mặc đồ bảo hộ kín mít đến bệnh viện. Nếu ai hỏi mình cảm nhận lúc đó thế nào thì mình xin thưa, gái ốc nổi khắp người, cứ như nhìn thấy thần chết vậy. Không ai bảo ai, thần rảo bước nhanh nhanh ra xe phóng về. Nghĩ đến cảnh một ngày mình phải mặc bộ đồ đấy rồi đợi cách ly như trên TV thôi mà run lẩy bẩy. Tuần thứ 4, đường trở về với nhân loại càng mịt mờ hơn bao giờ hết. Từ khu bạn ở ra đến đường lớn được chặn bởi một chiếc xe tải đến nỗi một chiếc xe đạp cũng không thể lách qua được. Buổi tối của 3 hôm trước, bạn
của bạn mình là bác sĩ ở bệnh viện có lái xe qua chỗ mình tặng 2 hộp khẩu trang. Vì bác sĩ phải làm việc cả ngày ở bệnh viện nên chỉ có thể lái xe đưa khẩu trang cho bạn mình vào buổi tối. Mà ở phố núi này, 7 giờ tối, trời đã đen như mực, điện đường cũng không có. Bạn mình lúc đầu định tự đi bộ ra đồ ngõ lấy khẩu trang mà sợ quá nên rủ cả mình. Hai đứa lò dò đi trong thời tiết 2 độ C, bật đèn flash điện thoại mò đường, vừa đi vừa lấm lết như hai kẻ ăn trộm. Ra đến chỗ xe tải chắn đường, bạn mình lách người chui ra đứng đợi ở đường lớn. Mình thì tắt đèn flash ngồi chờ, trong khi anh bạn bác sĩ cũng phải xuống xe tắt máy. Cảnh tối thui, hai người bạn tranh thủ nói chuyện với nhau trong thời gian của một điếu thuốc rồi vội vã trở về. Cái thứ dịch bệnh này khiến việc tặng nhau một hộp khẩu trang cũng phải lén lút như đồng lõa làm điều gì đó mờ ám lúc tối trời. Ở đây, có bạn nào thắc mắc tại sao phải tắt đèn flash và đi lại như thế thì xin trả lời là buổi tối lẻn ra ngoài làm cái gì? Bạn ngày sao không đi? Hay định trốn từ làng này sang làng khác gieo bệnh thì chính quyền sẽ ngay lập tức cho bạn một vé về uống nước chè và vào phòng cách ly. Thời điểm nhạy cảm nên mọi hành vi đều được suy diễn theo hướng nhạy cảm. Chính quyền cẩn thận cũng không bao giờ là thừa. Cũng từ tuần này, bạn không cần phải ra ngoài mua đồ nữa. Muốn mua đồ gì, đăng ký vào nhóm WeChat của thôn sẽ có người mua và mang ra sân kho cho bạn. Bạn chỉ việc đi bộ hoặc lái xe ra sân kho lấy đồ và thanh toán tiền qua WeChat. Cũng kể từ lúc đó, mỗi 3 ngày lại có nhân viên của trạm y tế đến từng nhà đo thân nhiệt. Ai có biểu hiện sốt là được đưa ngay vào bệnh viện theo dõi dù có muốn hay không. Đến đây, chắc bạn sẽ hỏi tâm lý của người dân như thế nào. Họ có thấy tù túng, lo sợ và bức xúc không? Thì tất nhiên là có, bạn thử ở nhà một tháng trong bán kính 5km xem cảm xúc thế nào. Tuần đầu như tra tấn, tuần 2 thì sợ quá khỏi ra ngoài nữa luôn. Tuần 3 mình đang sống cuộc đời như một con lợn sao, cứ ăn rồi ngủ, chơi hết cả ngày. Tuần thứ 4 chả còn cách nào lạc quan hơn chút mà đón nhận, chứ đường về còn xa xôi lắm. Ít nhất cả khu này còn an toàn, ít nhất là còn đồ ăn thức uống, ít nhất là chưa ai nhiễm bệnh ở cái làng mình đang ở. Con người chúng ta có khả năng thích nghi với hoàn cảnh sống cao hơn bao giờ hết. Mình còn nhớ những ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán, sự lo âu hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt của mỗi người. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, thấy con số của người nhiễm và người chết như bôi đen cả ngày mới. Liệu mình đã nhiễm hay chưa? Thôi thì đợi 14 ngày rồi mới biết. Mỗi ngày lại qua đi, có ngày mưa, có ngày nắng, có ngày tuyết rơi. Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống khu mình đã náo nhiệt hơn một chút. Trẻ em vẫn nô đùa những ngày nắng, các ông bố trong gia đình vẫn lên núi lấy củi về chặt thành từng khúc để xếp đều đặn. Các bà nội trợ thay phiên nhau làm bánh cho các buổi chiều rồi đem đi chia cho hàng xóm. Hôm thì bánh màn thầu nhân thịt, hôm thì bánh bao chay, hôm thì bánh khoai rán, cả món bánh gato bằng nồi cơm điện đang hot hòn hòt trên TikTok nữa. Mình thích cách những bà nội trợ chia nhau những mớ rau, những củ khoai lang tỏ chả bá. Thích cách trẻ con gọi hò hét nhau dưới nhà, nếu không có dịch bệnh này thì mọi người đâu có gần nhau được như thế. Đặc biệt với trẻ em nông thôn Trung Quốc, có lẽ đây là năm chúng có kỳ nghỉ dài và được ở bên bố mẹ nhiều nhất. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng gọi cha mẹ, ông bà phấn khởi mà vui tươi. Corona là một con quỷ hắc ám, nhưng mang đến cho các gia đình thời gian ấm cúng bên nhau nhiều hơn, được ngắm nhau lâu hơn, được quan tâm nhau nhiều hơn. Khác hẳn với mọi năm, Tết là để tranh thủ gặp họ hàng, bạn bè hay công cuộc điều tra độ giàu nghèo trá hình. Hóa ra, cuộc sống vẫn có những thi vị riêng, đơn giản là do chúng ta có thái độ đối diện với nó như thế nào thôi. Tất nhiên, những nỗi lo về kinh tế, công việc lúc này là không thiếu. Nhưng vạn bất đắc dĩ, thời điểm này cũng là lúc những nhà âm mưu học dành thời gian ra nghiên cứu cho ra đời những giả thuyết nghe rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Biết đâu sau này, với sự gom góp thuyết âm mưu cả bên trong và ngoài Trung Quốc, mình lại giàu vì bán được kịch bản cho các nhà làm phim. Cái chết của bác sĩ Lý từng khiến công chúng rúng động một thời gian. Người ta không tung hô vì bác sĩ Lý chết do nhiễm bệnh lúc cứu người. Người ta tiếc vì giá mà thông tin đó không bị bưng bít, đã ít người nhiễm bệnh và chết vì dịch này như hiện nay. Gia đình bác sĩ Lý sau đó cũng được cộng đồng quyên góp số tiền rất lớn, khoảng 20 triệu nhân dân tệ. Đến thời điểm hiện tại, khi virus corona đang lan rất nhiều quốc gia cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, thì người Trung Quốc biết rằng chính phủ của họ đang cố hết sức rồi. Thử tưởng tượng, dịch bệnh này lại bùng phát ở một nước nhỏ hơn, không có điều kiện về y học và các trang thiết bị hiện đại, số thương vong này còn lớn đến cỡ nào. Tạm kết, mình từng đọc được comment của một bạn độc giả trong bài viết trước của mình rằng, theo dòng chảy lịch sử, đúng hay sai cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Đúng vậy, dù vô tình hay hữu ý, virus corona đã ra đời, bùng phát và lây lan. Mỗi năm trên thế giới cũng có vài dịch bệnh lớn, con số thương vong cũng rất nhiều. Có chăng vì corona made in China nên truyền thông đang làm quá lên sự ảnh hưởng của nó? Là một người ở trong tâm dịch, mình cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì ít nhất mình đang an toàn và dù dịch này có kéo dài hơn nữa. Làm ơn, hãy làm theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế, chúng ta sẽ ổn thôi. Ít ra chúng ta còn may mắn hơn những người đang bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán vì khả năng tử vong của họ cao hơn rất nhiều khi cả thành phố là một bầu trời virus. Ấy vậy,
họ vẫn cùng nhau đeo khẩu trang và nhảy ở bệnh viện cho đỡ buồn. Thế thì chúng ta cần gì phải quá quan ngại khi đã phòng tránh dịch bệnh khoa học và chính xác? Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng chống và chữa dịch bệnh này và mình thấy tự hào về điều đó. Qua bài viết này, mình mạnh dạn để hashtag Pray for Wuhan, Pray for China, Pray for us vì mình yêu cuộc sống này, yêu thế giới này và yêu cả những người đã dành thời gian theo dõi, đọc bài viết của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên chuông thông báo bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!